Bé Bự thân chào các bạn. Sáng nay thức giấc thì bé Bự đi ra thăm vườn. Thì sau những tháng mà miệt mài mà tưới với lại bón phân, bé Bự được 3 trái khổ qua sống và 2 trái khổ qua chín cây. Các bạn thấy có đẹp không? Các bạn biết không, năm nay nóng quá, trên 100 không, mà suốt cả 2 tháng trời không có mưa luôn. Mà được như vậy là bé Bự cũng good lắm rồi đó nha. Chứ các bạn của bé Bự ở gần đây thì có nhiều người nói là không có trái luôn. Và cho nên hôm nay bé Bự sẽ vào bếp để share với các bạn một cái món khổ qua. Rồi bây giờ mình cùng vào bếp làm khổ qua sốt dầu hào nha. Để làm khổ qua sốt dầu hào á, thì khổ qua là mình có rồi phải không? Bé Bự có là hơn nửa phao giò sống. Với lại bé Bự có cái này là nấm mèo. Thì sẵn dịp đây thì bé Bự cũng share với các bạn. Đây là cái hộp nấm mèo. Hộp nấm mèo các bạn mua. Nấm mèo á, các bạn mua trong hộp á, thì nó sẽ có nhiều cái hộp nhỏ như vậy. Tuy rằng á, một hộp như vậy á, 10 mấy đồng, nhưng mà trong này á, nó có tới 10 hộp như vậy lận các bạn. Nó thật ra nó không có mắc đâu, nhưng mà mình mua một lần 10 đồng thì mình thấy mắc quá nha. Nhưng mà ăn cái nấm mèo này á, rất là tốt nha. Bé Bự cũng share với các bạn nhiều lần, nhưng mà đôi khi á, các bạn cũng hỏi hiệu gì. Thì các bạn cứ lấy nấm mèo mà trong hộp đi là ngon ha. Yeah. Còn nấm mèo trong cái bao đôi khi hôi lắm các bạn biết không? Thì mình cái gia vị thì mình cũng đường nè, chút bột nêm chay với tiêu, với dầu hào, với lại nếu mà các bạn muốn cay thì mình sẽ cho một chút xíu ớt sriracha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nha. Các bạn biết không, mình lấy cái khúc giữa này để mà mình làm cái món này. Còn cái vụn dằn với lại cái khổ qua chín này, khổ qua chín cây các bạn đừng có bỏ nha. Bé Bự ăn rồi rất rất là ngon. Mình nấu, mình cắt miếng vậy thôi, rồi mình bỏ vô mình nấu với thịt hay với tôm gì cũng được, rất rất là ngon. Dạ yeah. Rồi bây giờ mình làm hen. Thì bây giờ mình chỉ lấy cái khúc giữa này thôi đó. Mình khúc giữa mình cắt cỡ như vậy thôi nha các bạn. Đó, mình cũng có thể là mình bắt nước sôi lên hay là chích cầm rõ gì mình bỏ giò sống rồi mình bỏ này vô là mình có một món canh khổ qua rất là ngon. Yeah. Rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ sắc cái cọng hành. Mình cắt cọng hành thì mình sẽ bỏ vô đây. Đó. Rồi. Còn cái hành này á thì mình sẽ sắc nhỏ nhỏ để một chút mình làm chín rồi mình sẽ bỏ nó lên trên. Rồi mình sẽ ớt này nữa. Ớt này là nó ngọt nha các bạn, nó không có cay đâu. Mình chỉ là mình dùng nó để trang trí cho nó đẹp thôi. Cái này thì mình sẽ sắc nhỏ nhỏ, nhuyễn nhuyễn, sắc sợi xong mình sắc lại hột lựu.
Bỏ qua một bên. Rồi bây giờ là mình sẽ cho cái giò sống này vô đây, vô trong một cái tô lớn để mà mình trộn. Nó mình phải sắt cái nấm mèo này. Sắt nhỏ nhỏ. Mình bỏ vô đây. Mình cho một chút hành lá vô đây luôn nữa. Rồi. Mình sẽ cho vô đây nửa muỗng cà phê bột nêm chay nha các bạn. Vậy là đủ rồi. Rồi mình sẽ cho vô đây là tiêu. Rồi mình sẽ trộn lại. Cái giò sống này á, thì các bạn biết không, bé Bự có share với các bạn rồi đó. Mình làm chả lụa đó. Mình làm chả lụa xong rồi á, thì mình trước khi mình hấp thì nó là giò sống. Thì các bạn khi mà là xay xong rồi các bạn vô trong một cái hũ. Rồi thí dụ như mình muốn làm cái món gì vậy đó mà cần đến giò sống thì mình sẽ lấy ra mình sẽ có liền. Dạ. Yeah. Cái giò sống này thì nó mình chả lụa mình có nêm sẵn rồi, thành ra mình chỉ nêm thêm một chút bột nêm chay vậy thôi. Rồi. Rồi mình sẽ dùng cái con dao này nha các bạn. Mình sẽ cho nó một chút xíu dầu. Cái này là bé Bự làm theo cái kiểu mà là lười đó. Mình không có muốn dính tay hay là sao hết. Mình để cái này lên đây. Xong rồi mình cứ ém nó vô cái này. Mình lấy cái mũi dao. Đó, mình ém nó cho nó bằng với cái mặt hũ qua. Đó. Đó. Rồi mình sẽ nó không có dính các bạn thấy không? Giờ mình mới trở qua bên này mình ém nó lại. Đó. Vậy là xong rồi. Yeah. Rồi, vậy là xong rồi. Cái này còn dư lại đó các bạn biết không? Một chút mình nấu cái canh này. Dạ. Yeah. Bây giờ trong thời gian mà mình chờ cho cái dầu, cho cái chảo nó nóng để mà mình chiên cái này á, thì bé Bự cũng share luôn cái này ha. Cái này cái hộp nha các bạn. Thì mình lấy cái hộp ra. Dạ, yeah. Mình lấy cái hộp ra. Mỗi lần bé Bự không có biết, cứ thấy nó chín rồi thôi, nói ăn không có được. Một lần đó ăn được cái rồi thấy ngon quá. Rồi bé Bự cũng chỉ cho nhỏ em nó cũng khen ngon. Rồi bây giờ nó cũng ăn, mà nó ăn sống nữa đó nghe các bạn, nó nói ăn sống không có đắng. Mà bé Bự thì không có ăn nấu chín thôi. Thì các bạn biết không, thì mình cũng sắc cục vậy nè, sắc gì thôi. Dạ. Yeah. Sắc gì rồi cái mình nấu canh. Mình bắt nước sôi lên hay là chiếc cầm broth rồi lên. Rồi mình sẽ dít, mình sẽ nêm cái nước nó đi, nêm cái nước nó với lại bột nêm chay. Với lại múc
cục cục bỏ vô vậy, rồi cái này bỏ vô cái khổ qua này luôn là rất rất là ngon nha các bạn. Mà ăn khổ qua đó các bạn biết không, tốt cho những người bị tiểu đường á. Dạ rồi, giờ bé bự sắc nhiêu đó thôi ha. Rồi chảo nóng mình sẽ cho dầu vô, dầu không có cho nhiều nha các bạn, cho chừng 2 muỗng canh thôi, cho nó mém mém ở dưới thôi. Rồi xong mình bỏ vô mình chiên. Mình cũng để lửa vừa vừa thôi nha các bạn, trên medium chút xíu. Rồi mình sẽ mở qua mình coi nó vàng một bên này, là các bạn thấy không? Bây giờ mình trở lại. Mình đậy lại. Rồi, nó vàng mặt bên đây nữa thì mình sẽ gấp ra nha các bạn. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm một chút xíu dầu nữa nha các bạn, để mình làm cái sốt. Thì mình sẽ cho vô đây là chừng 1 muỗng canh tỏi. Tỏi nhiều hết thì tùy mình thôi nha các bạn, không có sao hết. Mình cho tỏi nó thơm. Tỏi nó vàng nó thơm nha. Tỏi nó vàng nó thơm rồi á, thì mình sẽ cho vô đây á, là 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột nêm chay, với cho 1 muỗng cà phê nước tương. Cà phê nước tương với mình sẽ cho, mình sẽ sơ sơ nó để cho nó khét cái tỏi nha các bạn. Rồi mình sẽ cho vô đây á, là 1 muỗng. Một muỗng cà phê dầu mè, dầu hào. Dạ. Cho 1 muỗng cà phê dầu hào. Rồi trong thời gian này á, thì mình sẽ cho vô đây á, là 2 muỗng canh nước. 2 muỗng canh nước nha, với mình cho vô đây á, là 1 muỗng cà phê xì đá chà nha các bạn. Dạ. Cái này nhiều ít thì tùy mình thôi. Mình sẽ cho vô đây là 1 muỗng cà phê bột bắp nha các bạn. Dạ, cho 1 muỗng cà phê bột bắp với cho thêm 1 muỗng canh nước nữa, cho hòa với cái này. Dạ. Nếu các bạn mà thích ăn nước nhiều á thì mình cho nước nha, cho nước nhiều. Còn nếu mà mình không thích á thì mình thích ít thì mình không có cần, tùy theo mình thôi. Mình muốn nước nhiều thì mình bỏ nước nhiều. Nhưng mà cái này bé bự thấy thì nó hơi đặc nè. Mình cho thêm 1 muỗng canh nữa đi ha. Dạ. Rồi cái nước sốt này á, nước sốt này thì mình sẽ nêm lại. Dạ. Rồi giờ mình bỏ cái này vô. Bỏ cái này vô thì nó cũng sẽ ra nước nha các bạn, ra chút xíu nước. Mình thấy nó hơi đặc thì mình cho nó thêm 1 muỗng nữa.
chị nghĩ là vừa rồi đó. Tại vì cái này á, thật ra nấu nấu cái này thì mình cũng không có công thức gì, thì mình chỉ độ, mình chỉ độ cái dầu hào, dầu mè, dầu hào với đường với lại bột nêm chay rồi vậy thôi. Còn cái đặc hay lỏng gì đó là mình nhắm nha các bạn. Để bữa thấy thêm chút xíu nữa đi đó. Mình sẽ cho vô đây một chút xíu dầu mè. Cho nó thơm nó ngon. Đó. Cho thêm chút nữa đi, cứ thêm mía. Nhưng mà mình thấy cái nước sốt nó không sao hết các bạn, nó không có ảnh hưởng gì hết á. Mình chỉ coi cái độ sánh mà nó vừa thôi, nó vừa mà nó đẹp thôi là được rồi. Đó. Rồi mình trở lên trở xuống. Thật ra mình chiên như vậy rồi mình đậy nắp như vậy thì nó cũng chín rồi. Nếu các bạn muốn ăn cái này mà nó giòn á thì mình chỉ xào sốt rồi mình trộn sơ thôi. Còn nếu như các bạn muốn ăn mà nó mềm á thì mình sẽ cho nước nhiều rồi mình sẽ cho nó mềm theo cái độ mình muốn nha. Đó, nước sốt vậy bé Bự thấy chắc được rồi đó. Khi mà mình coi nước sốt mà nó vừa sệt theo cái ý của mình rồi á ha, như vậy là bé Bự thấy được rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ thử nha. Rất là ngon nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho hành vô nè. Mình sẽ cho ớt vô nè. Mình chừa lại một chút là mình bỏ lên trên thôi. Đó. Rồi, vậy là xong rồi. Giờ là mình sẽ cho ra dĩa nè. Đó. Mình muốn sốt nó nhiều hay nó ít hay nó đặc hay nó lỏng thì cái đó là tùy mình thôi. Rồi mình sẽ nêm nếm lại nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho một chút ớt lên trên nè. Rồi mình cho vài miếng hành lên. Mình sẽ cho cái tiêu lên. Đó, cho một chút tiêu lên. Rồi, bây giờ mình đã có một dĩa khổ qua sốt dầu hào rồi ha. Các bạn thấy sao, có hấp dẫn không? Món này á, ăn rất là good nha các bạn. Ăn khổ qua nó tốt cho bệnh tiểu đường nữa đó. Để bé Bự gấp cho các bạn coi nha. Đây, các bạn thấy như sao, có hấp dẫn không? Món này mình ăn với cơm nha. Ăn với cơm rất là ngon. Rồi, bé Bự mời các bạn nha. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp các bạn ở cái món ăn kế tiếp. Bé Bự chào.